giọt nước chảy dọc chai rượu rơi xuống trán Peter. Sau đó, mọi người đều giật mình vì động tác khó nhằn của anh. Rượu văng ra bắn lên người một phụ nữ. Peter thấy vậy vội phủi sạch giúp cô, nào ngờ thấy tay mình dính vào lớp áo. Ông cụ đứng cạnh tưởng Peter là biến thái nên đẩy anh ra. Ông cụ bực mình không nói năng gì đã xông lên đánh anh. Đám bạn đứng sau thấy vậy bèn lao tới, có điều tất cả đều bị anh hạ gục dễ dàng. Peter sửng sốt, mình đánh nhau giỏi như vậy từ khi nào? Anh sợ toát mồ hôi chán bèn chạy về nhà. Về đến nhà, những chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Peter chụp được con ruồi bay ngang qua trong nháy mắt. Thấy anh sắp đưa con ruồi vào miệng, dì May vội ngăn cản anh. Lúc trở về phòng, Peter phát hiện cổ mình có một sợi tơ. Anh kéo mạnh nó ra, kết quả kéo ra được một con nhện cực độc. Thế nên anh nhớ tới mấy ngày trước, lúc thực hành trong phòng thí nghiệm, dường như có con gì đã đốt anh. Hóa ra là con nhện bị đột biến này. Peter sợ hãi vội mở máy tính lên tìm kiếm bị nhện cắn có sao không. Tìm kiếm được vài phút, bàn phím đột nhiên dính vào tay anh. Vốn tưởng ngủ một giấc mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhưng hôm sau, tắt báo thức, nặn kem đánh răng, anh thấy mọi vật xung quanh như keo dán giấy. Hơn nữa còn thấy sự chuyển động yếu ớt và nguy hiểm xung quanh. Hôm đó, Peter đến trường, thấy gã đầu gấu Flash từng bắt nạt anh đang bắt nạt cô gái đeo kính. Thế là anh nghiêng người bắt được quả bóng rổ. Peter với siêu năng lực của nhện đã quyết định đáp trả để anh ta bẽ mặt. Flash không chạm được vào bóng còn bị anh xoay vòng vòng. Sau đó Peter thuận thế cầm bóng lao về phía trước, nhảy lên một cái ném vào trong rổ. Mọi người sửng sốt nhìn, tấm chắn phía sau cũng vỡ vụn. Hành vi này đã khiến nhà trường mời người giám hộ của anh là chú Ben đến. Bởi chuyện này của Peter mà hôm nay chú Ben phải tăng ca rất muộn, nên ông dặn dò anh đến tối nhớ về nhà dì May. Nhưng Peter không nghe lời chú Ben, tan học về là ham chơi không biết trời đâu đất đâu. Anh bắt đầu quen thuộc với siêu năng lực của mình, chơi đu người như một con nhện. Cứ thế mãi tối muộn mới biết về nhà. Chú Ben trách anh quá bê tha, đây là một lời trách mắng nặng nề với Peter. Anh đang trong kỳ nổi loạn nên không chịu được cách giáo dục như bố ruột của chú Ben. Chúa ơi, cháu dám nói thế sao? Chú có tư cách gì? Nói xong đóng sầm cửa rời đi. Chú Ben không yên lòng với Peter nên đi ra ngoài tìm kiếm anh. Bên này, Peter đi đến siêu thị định mua chai nước ngọt. Nhưng lúc thanh toán mới biết mình không mang đủ tiền, đã vậy còn bị nhân viên cười nhạo. Nếu không mua nổi thì cút đi. Peter định rời đi thì thấy một gã cướp đã cướp sạch tiền của nhân viên rồi bỏ chạy. Nhân viên đuổi theo cầu xin Peter giúp đỡ, anh chỉ đáp lại một câu. Không liên quan đến tôi. Ai dè tên cướp đang trên đường chạy trốn trùng hợp thấy chú Ben đang đi tìm Peter. Ông ngăn cản hắn lại theo bản năng nhưng bị hắn bắn ngã ra đất. Peter cảm nhận được nguy hiểm đã chạy đến. Thấy người nằm trên vũng máu không ai khác là chú Ben. Nhất thời, trái tim Peter lạnh ngắt, sự tự trách và hối hận xông thẳng vào trong tâm trí. Anh là người gián tiếp gây ra cái chết của chú Ben. Đây là vết thương lòng mà cả đời anh không xóa được. Sau đó thông qua điều tra của cảnh sát, Peter biết tên cướp là một người đàn ông tóc dài với hình xăm ngôi sao trên tay trái. Cũng là tên cướp mà anh đã thả trong siêu thị. Peter thề với chính mình sẽ bắt hung thủ phải trả giá vì tội ác của hắn. Từ đó anh miệt mài truy tìm tội phạm trên đường phố New York, không bỏ qua cho bất kỳ gã tóc dài nào. Để che đậy thân phận, anh tự thiết kế cho mình một chiếc mặt nạ. Để nâng cao hiệu quả bắt tội phạm, anh quyết định tạo ra một vũ khí bắn tơ có thể đu được ở trên không. Trải qua rất nhiều lần thực nghiệm, cuối cùng anh đã làm ra một loại tơ siêu bám dính. Tiếp theo là giai đoạn thử nghiệm. Anh đến tòa nhà cao nhất trong thành phố. Đầu tiên là đứng ở mép tường bằng hai tay, sau đó thả từ trên cao xuống. Có vẻ lần đầu thử nghiệm rất thành công, anh tiếp đất một cách hoàn hảo. Cứ vậy, Peter lợi dụng lợi ích của tơ nhện để bắt tội phạm hàng ngày trong thành phố. Nhưng dù bắt được nhiều tên, anh vẫn chưa tìm ra hung thủ giết chú Ben. Để che giấu danh tính tốt hơn, Peter tham khảo quần áo của vận động viên, tạo ra bộ đồ chiến đấu phù hợp với thân phận của mình. Người nhện siêu phàm đã ra đời như thế. Đến tối, Peter mặc đồ chiến đấu mới bắt đầu chiến đấu với tội phạm. Tên tội phạm bèn rút dao găm. Ban đầu Peter giả bộ sợ hãi quỳ xuống xin tha, sau đó bắn tơ ra dán tên tội phạm vào tường, tiếp theo bắt đầu trêu chọc hắn ta. Lúc đó, cảnh sát đã đuổi tới. Peter còn tưởng giúp truy bắt tội phạm sẽ được thưởng, không ngờ bị cảnh sát coi như kẻ thù. Peter né tránh một loạt súng cực kỳ linh hoạt, vô hiệu hóa được súng của cảnh sát dễ như chơi. Cảnh sát đến càng lúc càng đông, Peter bèn đu dây tơ chạy xa khỏi hiện trường. Dù bị rất nhiều cảnh sát hình sự truy đuổi nhưng anh vẫn chạy thoát dễ dàng. Cảnh sát trưởng thấy cực kỳ phẫn nộ nên quyết định phát lệnh bắt giữ người nhện. Tôi muốn ra lệnh truy nã, để người nhện về quy án. Buổi tối, Peter được bạn gái Gwen mời đến nhà ăn cơm. Nào ngờ bố vợ tương lai của anh chính là người đã ra lệnh truy nã anh. Trên bàn ăn, cảnh sát trưởng tiếp tục bôi nhọ tội ác của người nhện. Tất nhiên người nhện nghĩa hiệp như Peter nghe không lọt tai. Anh phẫn nộ đáp trả lại cảnh sát trưởng làm bầu không khí trở nên gượng gạo. Sau đó Gwen dẫn anh lên trên sân thượng. Cô rất khó hiểu về phản ứng bất thường của Peter. Trách anh không nên nói chuyện với người lớn như vậy. Thế là Peter quyết định không che đậy nữa. Bắn tơ nhện kéo Gwen vào ngực để nói lên thân phận của mình. Có nằm mơ Gwen cũng không ngờ bạn trai mình là người nhện. Sau một trận ôm hôn quấn quýt, tầng dưới bỗng có tiếng còi báo động. Peter cảm nhận được nguy hiểm đã nhảy từ trên cao xuống để lao đến mục tiêu. Trên một cây cầu lớn,
một người thần lằn khổng lồ đang gây tội ác. Tóm được con xe nào là vứt xuống cầu. Peter xông đến đạp bay người thần lằn, sau đó sử dụng tơ để nhấc chiếc xe bị rơi lên. Người thần lằn sắp trở về hình người do thuốc bị thoái hóa, bèn rời khỏi hiện trường. Peter vốn định đuổi theo nhưng bị tiếng cầu cứu phía sau cắt ngang. Anh đành lựa chọn cứu người trước. Peter đập vỡ cửa kính sau xe, người mắc kẹt trong xe là một đứa bé. Để cậu bé chịu phối hợp với mình, anh đã tháo chùm đầu xuống đưa cho cậu, sau đó cổ vũ tinh thần cậu bé. Lúc đó chiếc xe đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa khổng lồ bao trùm cả thân xe trong nháy mắt. Jack, mau bỏ lên. Con không làm được, con sẽ làm được. Đeo mặt nạ lên, nó sẽ khiến nhóc trở nên mạnh mẽ hơn. Đứa trẻ đeo mặt nạ vào như được khích lệ tinh thần, chậm rãi bỏ lên trên. Vào lúc chiếc xe rơi xuống, Peter đã bắn tơ ra giải cứu đứa bé thành công. Bắt đầu từ đây, Peter mới thực sự cảm nhận được trách nhiệm của một người hùng. Siêu năng lực của anh không nên chỉ dùng để báo thù, mà càng nên dùng để cứu những người cần được cứu. Hôm sau, Peter đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Curtis, vô tình phát hiện diện mạo thật là người thần lằn của ông ta. Hóa ra, bao năm qua tiến sĩ chỉ nghiên cứu về sự tái sinh, các chi bị cắt đứt trong DNA thần lằn. Dù cánh tay có mọc ra thật nhưng điều này cũng làm ông ta bộc lộ thú tính. Ý thức tự chủ cũng dần biến mất, trở thành một quái vật đáng sợ. Peter cảm thấy không ổn, vội đi tới cục cảnh sát để nói với cảnh sát trưởng sự đáng sợ của người thần lằn. Nhưng tất nhiên cảnh sát trưởng không tin lời nói vô căn cứ, cho rằng Peter đang gây sự ở đây nên sai cấp dưới đuổi anh đi. Peter bất đắc dĩ đành mang máy quay của mình xuống ống cống để quay bằng chứng về người thần lằn. Không lâu sau, tấm lưới tơ do Peter bố trí đã có động tĩnh. Lúc định đi đến kiểm tra, một chiếc đuôi khổng lồ đột nhiên xuất hiện sau lưng anh. Vừa quay đầu lại, người thần lằn đã nhảy vọt tới tóm chặt cổ Peter. Bộ móng sắc dài 40cm vạch trên ngực Peter 3 vết thương sâu hoắm, máy ảnh đột nhiên lóe sáng. Đồng thời hai người vật lộn xuống ống cống. Peter thoát khỏi sự kìm cặp, bèn bơi nhanh ra cổng thoát nước. Nhờ cơ thể nhỏ gầy linh hoạt đã thuận lợi thoát khỏi sự truy đuổi của người thần lằn. Còn ông ta trở về hiện trường tìm được chiếc máy ảnh, bên trên có viết tên Peter. Khi biết người nhện là Peter, ông ta đã nổi giận. Mày không thể phá hoại kế hoạch của tao, Peter Parker. Hôm sau, hắn lần theo ống cống đi đến trường học của Peter. Bệ xí trong nhà vệ sinh bỗng phát ra tiếng rung lắc dữ dội, sau đó mặt đất bắt đầu lún xuống. Một người thần lằn đột nhiên đã chui ra khỏi nhà xí bằng cách đó. Học sinh trong trường sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Peter bảo Gwen và các bạn mau chóng rời đi, còn mình ở lại đối phó với người thần lằn. Không có đồ chiến đấu hỗ trợ nên Peter bị người thần lằn đạp xuống đất. Mày hết đường chạy rồi, Peter. Sau đó Peter tìm được cơ hội mặc đồ chiến đấu của người nhện, nhảy ra sau lưng người thần lằn coi ông ta như vật cưỡi và cố gắng đánh thức bản tính của tiến sĩ. Nhưng người thần lằn đã sớm bị thú tính che mờ đầu óc. Ông ta chỉ biết gào thét vào Peter đầy phẫn nộ, kết quả bị tơ nhện khóa mõm. Sau đó người thần lằn vung chiếc đuôi linh hoạt mạnh mẽ của mình quật Peter ngã nặng nề ra xa. Chiếc đuôi bị đứt lại mọc ra trong thoáng chốc. Peter đứng dậy bắt đầu đáp trả đòn tấn công. Hai người giằng co nhau từ hành lang đến thư viện. Sau đó, Peter bị đánh bay đập vào tường. Đến khi anh đứng dậy, thấy người thần lằn đã sớm bỏ chạy mất dạng. Peter men theo lối chạy trốn của người thần lằn lại xuống cống lần nữa. Ở đây anh đã tìm thấy phòng thí nghiệm dưới đất của tiến sĩ và còn phát hiện ra kế hoạch khủng khiếp của ông ta. Ông ta cố gắng phát tán virus thần lằn ra khắp New York, muốn mọi người đều được tiến hóa thành một loài cao cấp hơn nhân loại giống ông ta. Mà bước tiếp theo của kế hoạch là về phòng thí nghiệm của công ty lấy máy bắn virus, sau đó lên tầng thượng công ty phát tán mầm bệnh vào không khí. Khi đó Gwen đang ở phòng thí nghiệm của công ty để nghiên cứu thuốc chữa virus. Hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Anh gấp rút chạy đến phòng thí nghiệm, giữa đường lại bị cảnh sát coi là đối tượng truy nã. Một phát súng điện làm Peter ngã ra đất. Vào lúc chùm đầu sắp bị tháo xuống, anh đột nhiên bừng tỉnh. Bắn tơ ra vài phát làm mọi người ngã ra đất. Chỉ còn lại mình cảnh sát trưởng. Khi Peter chậm rãi quay đầu lại, ông mới biết người được gọi là người nhện chính là bạn trai con gái mình. Người thần lằn đang đến công ty Oz. Con gái chú đang ở đó. Chú phải để cháu đến. Lúc chuẩn bị rời đi, anh bị cảnh sát bắn vào chân. Mà ở phòng thí nghiệm, người thần lằn đã tìm được Gwen đang trốn ở một chỗ. May mà ông ta chỉ mang máy bắn đi mà không làm hại Gwen. Còn Peter vẫn cách công ty Oz một đoạn đường dài. Cộng thêm vết đạn ở chân làm anh không thể tăng tốc đến mục tiêu được. Trên đường rớt ngã chầy chật, vào lúc Peter tưởng chừng như chịu thua, các cần trục trên không trung đã mở một lối tắt cho anh. Người điều khiển cần trục là bố của đứa trẻ được anh cứu ở trên cầu. Nhờ độ cao của cần trục, Peter Dutter nhận lao nhanh chóng đến hiện trường. Thấy người thần lằn sắp lên được ngọn tháp, Peter dốc hết sức lao nhanh đến đỉnh tòa nhà. Lúc đó Gwen cũng đã tạo ra được thuốc chữa đưa cho cảnh sát trưởng. Hiện giờ người thần lằn đã kích hoạt máy bắn thành công. Peter lao tới đá bay người thần lằn ra khỏi đỉnh tháp. Sau khi bị thương, anh đã không còn là đối thủ của ông ta. Anh bị người thần lằn tóm chặt, máy bắn tơ bởi vậy cũng bị phá hỏng. Ông ta tháo chùm đầu của anh xuống để sỉ nhục và chế nhạo. Peter Parker tội nghiệp, không có bố, không có mẹ, không có chú, cô độc một mình,
cậu ấy không cô độc. Cảnh sát trưởng kịp thời đến bắn vỡ đường dẫn chất lỏng. Peter lợi dụng khí lỏng để thoát khỏi sự kìm kẹp. Cảnh sát trưởng đưa thuốc giải cho Peter, bảo anh phun thuốc giải lên đỉnh tháp. Còn ông ở lại giữ chân người thần lằn. Nhưng khi Peter định rời đi, người thần lằn lại đứng dậy. Vào giây phút cuối cùng, thuốc giải được phun lên bầu trời thành phố thành công. Khi khí giải độc chậm rãi rơi xuống, người thần lằn cũng dần khôi phục hình dạng con người rơi từ cao xuống. Lúc này tháp tín hiệu cũng sụp đổ. Peter không có máy bắn tơ cũng suýt nữa rơi khỏi tòa nhà. Vào thời khắc sinh tử, tiến sĩ đã khôi phục hình người đã kéo Peter lên. Peter đứng dậy đi tới bên cạnh cảnh sát trưởng. Lúc này cảnh sát trưởng đang hấp hối. Ông nói mình từng có cái nhìn không đúng về người nhện. Thành phố này cần một người hùng như cháu. Nhưng người hùng sẽ bị thủ oán. Sẽ không ngừng có người bị hại. Có lúc người bị hại chính là người thân của cháu. Bởi vậy hy vọng Peter cháu không liên quan đến Gwen. Nói xong thì ông mất. Cuối cùng người thần lằn đã bị cảnh sát bắt được. Peter nghe theo di nguyện của cảnh sát trưởng, đó là duy trì khoảng cách với Gwen. Phần 1 tới đây là hết. Tôi mong người hùng sẽ mãi như vậy. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Luôn phải hứng chịu những ác ý mọi thời khắc. Điều duy nhất Peter làm được, đó là bảo vệ người thân của mình thật tốt. Tiếp tục thực thi công lý mà anh có thể làm được trên đường phố New York. Peter từng hứa với bố vợ sẽ bảo vệ Gwen bằng cách rời xa cô. Nhưng hai người yêu nhau thật lòng đâu cưỡng lại được. Bọn họ vẫn ở bên nhau cho tới khi tốt nghiệp cấp 3. Trong lễ tiếp nghiệp, Gwen đại diện cho học sinh lên bục phát biểu. Lúc đó, hàng ghế dưới sân khấu đã thiếu một người quan trọng, mà người quan trọng này đang bận chiến đấu với tội phạm. Trên đường phố New York, một chiếc xe tải chở plutonium bị tội phạm cướp bóc. Peter đến kịp thời hóa thân thành công lý. Chào ngài tội phạm, tôi là người nhện, tao muốn giết mày, được thôi. Chiếc xe bị mất khống chế dẫn đến vài chiếc xe khác đâm nhau liên hoàn. Peter nhanh chóng giải cứu một kỹ sư đi ngang qua. Còn gã da đen trước mặt này mai sau sẽ trở thành đối thủ khó nhằn của Peter. Hiện giờ anh ta vẫn chỉ là một gã vô danh tiểu tốt. Sau khi xoa dịu kỹ sư, Peter đu dây tơ tìm kiếm tên tội phạm đang bỏ trốn. Anh lộn nhào né được tất cả viên đạn. Sau đó lại bắt đầu màn chọc ghẹo. Vẫn chưa xong đâu, thằng nhãi người nhện. Sau đó, vào giờ phút lãnh chứng chỉ cuối cùng, Peter đã chạy kịp về trường. Anh còn cùng Gwen thực hiện cảnh ôm hôn say đắm. Dù hai người ở bên nhau rất hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng Peter lại vô tình nhìn thấy hình bóng của bố cô. Đi ngược với di nguyện của người khác làm anh cực kỳ tội lỗi. Bởi vậy, Peter quyết định sẽ lại dùng cách xa lánh Gwen để bảo vệ cô. Bên này, từ khi được Peter cứu, Mark đã trở thành fan trung thành của người nhện. Nói về hành động chính nghĩa của người nhện ở mọi nơi, nhưng khi ở công ty anh ta luôn bị lãnh đạo cấp trên bắt nạt. Thậm chí nay là sinh nhật mà vẫn phải ở lại tăng ca, tại sao tôi phải ở lại? Bởi anh đặc biệt. Nhưng chuyện bất hạnh hơn lại thi nhau đến. Trong lúc Mark sửa dây cáp, sự cố đã xảy ra. Dòng điện cực mạnh khiến anh ta rơi vào bể lươn điện. Đám lươn điện thi nhau cắn xé anh ta dữ dội. Sau đó một tiếng nổ vang lên, Mark đã bị điện giật thành than. Còn các sếp vì bảo vệ danh tiếng của công ty mà quyết định giấu nhẹm chuyện này. Còn giấu thi thể của Mark ở đây nhưng không ngờ anh ta lại bất ngờ sống dậy. Cơ thể cũng xảy ra thay đổi, trở thành người điện có năng lực kiểm soát dòng điện. Anh ta đi đến con phố tấp nập, mở dây cáp ngầm rồi bắt đầu hút sạch điện trong thành phố. Quý ông, xin hãy thả cáp điện trên tay xuống. Đột nhiên, một chiếc xe tông thẳng vào Mark, bị anh ta nâng lên bằng dòng điện sau đó thả nặng nề xuống đất. Cảnh sát đến lập tức bao vây anh ta. Phóng viên cũng đưa cảnh này lên màn hình lớn của thành phố. Anh ta thầm thấy hưng phấn. Chúa ơi, bọn họ đã nhìn thấy mình. Mình đã trở thành một siêu anh hùng được chú ý. Nhưng chưa mừng rỡ được mấy phút, cảnh sát đã nã một loạt súng hơi cay vào anh ta. Mắc bối rối chợt bùng phát một dòng điện khổng lồ hất bay tất cả cảnh sát có mặt. Vào lúc cảnh sát gặp nguy hiểm, siêu nhân anh hùng chân chính người nhện đã đến. Anh ta vốn có thể thành một anh hùng siêu cấp, nhưng bị cảnh sát nã đạn ngộ thương mà thành nhân vật phản diện lớn nhất. Ban đầu nhìn thấy thần tượng người nhện của mình, anh ta rất vui. Peter hỏi anh ta tại sao trở nên thế này. Người điện cũng không biết tại sao, chỉ thấy trong người tràn đầy sức mạnh. Nhưng luồng sức mạnh này làm anh ta cực kỳ phẫn uất. Peter vừa xoa dịu người điện, vừa báo với cảnh sát không được nổ súng. Thấy nguy cơ dần được tháo gỡ, nào ngờ một xạ thủ phía xa bất ngờ nổ súng, thế là người điện đã hoàn toàn phẫn nộ. Peter bắn tơ nhện ra để ngăn cản nhưng bị sức mạnh điện đánh bay. Khi màn hình lớn sụp đổ, Peter vội bắn tơ nhện ở tay trái để cứu cảnh sát. Mọi người đều dồn dập vỗ tay hoan hô người nhện. Thậm chí hình ảnh ban đầu của Mark trên màn hình cũng bị đổi thành người nhện. Còn người điện thì bị đám đông chỉ trích không thương tiếc. Anh ta lại cảm thấy bị bỏ rơi và cô độc, nghĩ rằng tất cả đều do Peter sắp đặt. Người điện nạp sức mạnh đầy hai tay, ném một đòn chí mạng vào Peter. Lúc này giác quan nhện của anh đã được kích hoạt, mạng sống của mọi người đang bị đe dọa. Peter dùng tơ chặn chiếc xe trước. Sau đó dùng giác quan nhện cứu tất cả mọi người. Người điện lại tấn công nhưng bị Peter linh hoạt né không trượt phát nào. Sau đó dùng tơ nhện nhấc ống chữa cháy lên, quật anh ta đập vào màn hình lớn. Người điện tức xì khói mũi, cắm thẳng dây cáp vào ngực mình. Trong nháy mắt toàn bộ New York bị cắt điện. Một giây sau,
Người điện đứng lơ lửng trên không trung cố ý tấn công đám đông ở đây. Đột nhiên một cột nước phun thẳng lên người anh ta. Người điện gặp nước bị chập mạch rơi xuống đất không nhúc nhích, nguy hiểm lần này đã được giải quyết. Qua lần này, Peter đã bắt đầu cải tiến cho máy bắn tơ thêm hoàn thiện để chống lại sự tấn công của dòng điện. Dù anh đã nỗ lực thử nghiệm nhưng vẫn kết thúc bằng thất bại. Hôm sau, Peter nhận được cuộc gọi của bạn thân Harry. Hóa ra cha anh ta sắp chết vì bệnh tật. Harry trở về từ nước ngoài là để tiếp nhận công ty Oz của cha. Gia đình họ luôn có một căn bệnh di truyền kỳ lạ. Từ năm 20 tuổi sẽ chậm rãi phát bệnh, cuối cùng da rẻ sẽ chuyển màu xanh rồi mất. Hiện giờ chỉ có một có thể chữa được căn bệnh này. Đó là con nhện đột biến mà bố Peter đã nghiên cứu. Nhưng sau vụ người thần lằn, các mẫu nhện trong phòng thí nghiệm đã bị tiêu hủy. Thứ duy nhất có huyết thanh của đột biến này là máu của người nhện. Bởi vậy Harry nhờ Peter giúp đỡ. Anh ta biết Peter có cung cấp ảnh người nhện cho tờ nhật báo, nên hy vọng anh sẽ thương lượng với người nhện để lấy ít máu giúp đỡ mình. Hôm đó Peter đến gặp Harry bằng thân phận người nhện, nói với Harry hiện giờ chưa thể đưa máu cho anh ấy được, bởi Peter biết bố đã cấy DNA của chính mình vào con nhện đột biến, cho nên chỉ tương thích với người nhà anh mà thôi. Nếu đưa máu cho Harry thì ngược lại sẽ hại chết anh ta. Xin lỗi, hy vọng cuối cùng của Harry đã tan thành mây khói, từ đó bắt đầu căm giận người nhện. Vào lúc anh ta chuẩn bị cho cái chết, trợ lý đã tiết lộ bí mật cho anh ta. Công ty vẫn còn lưu trữ thông tin về huyết thanh nhện làm Harry lại có thêm hy vọng. Hiện giờ anh ta đã bị sa thải khỏi chức CEO, không có quyền tra thông tin gì của công ty. Thế là Harry đi gặp người điện đang bị thí nghiệm bí mật để giao dịch với anh ta. Harry muốn Mark giúp mình vào công ty. Sau khi thành công, điện của công ty sẽ do anh ta sử dụng. Nếu vậy anh ta có thể tìm người nhện để báo thù. Lúc đó cảnh sát đã ập đến. Vào lúc Harry bị bắt, anh ta dùng dùi cui điện để nạp điện cho Mark. Mark được bổ sung nguồn điện lập tức thoát ra khỏi giam hãm. Nháy mắt tất cả cảnh sát đều bị giết sạch. Sau đó hai người đi vào công ty tìm người quản lý huyết thanh. Sau khi tra tấn ép cung, bọn họ đã lấy được huyết thanh nhện đột biến. Harry ra lệnh cho quản lý lập tức tiêm huyết thanh vào người mình. Không ngoài dự đoán, chưa đến một phút sau cơ thể anh ta bắt đầu thay đổi, làm anh ta đau muốn chết. Vào thời khắc then chốt, Harry khoác lên người bộ giáp màu xanh khi cha còn sống để lại. Bộ giáp có tính năng tự chữa lành đã giữ được một mạng cho anh ta. Cùng lúc đó, toàn bộ thành phố đột nhiên bị cắt điện. Người điện cũng bắt đầu tấn công bừa bãi đám đông trong thành phố để dụ người nhện xuất hiện. Lúc này Peter chạy nhanh đến hiện trường. Anh định sử dụng dòng nước để đối phó người điện lần nữa, nhưng Mark bây giờ đã hấp thụ nguồn điện của toàn thành phố, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Peter đành phải thay đổi chiến thuật, đánh giáp lá cà với người điện. Mark phun điện từ miệng trúng mặt Peter nhưng bị anh đạp phát bay ra xa. Anh ta muốn dẫn điện bằng tơ nhện, có điều nhờ có Gwen cải tạo nên máy bắn tơ đã có khả năng cách điện. Sau khi đứng dậy, anh ta khởi động plutonium đánh Peter tới mức trở tay không kịp, sau đó dùng dòng điện trêu anh ở giữa không trung. Khi sắp gần kề cái chết thì đột nhiên, người điều khiển xe là bạn gái Peter, là bạn gái của người nhện, lần nào Gwen cũng dũng cảm như thế. Peter muốn cô rời khỏi đây, không muốn để cô rơi vào trong nguy hiểm. Đó cũng là mong muốn trước khi mất của bố vợ. Nhưng Gwen nói mình biết rõ mạng điện ở đây, chỉ có cô mới khởi động lại được hệ thống điện. Peter biết không thể ngăn cản, đành thỏa hiệp bảo Gwen ở phòng điều khiển chờ khi có cơ hội. Sau khi phân công xong, Peter nhảy lên né tránh được cú giật điện của Mark. Anh nhảy lên đoạn dây cáp đứt, bắn ra rất nhiều tơ nhện rồi gom dây cáp lại với nhau, rồi để Gwen khởi động lại mạng lưới điện. Nhanh, Gwen, chính là bây giờ. Bật nguồn điện lên, nháy mắt, dòng điện cực lớn dần chui vào cơ thể Mark. Cuối cùng quá tải điện năng, người điện tự phát nổ ở giữa không trung. Mọi nguồn điện trong thành phố cũng được khôi phục. Không để Peter kịp thở lấy hơi, Harry biến thành quỷ xanh đã đuổi giết tới. Anh ta quay đầu nhìn Gwen, lập tức đoán ra người nhện là Peter. Anh ta đau đớn chỉ trích Peter tại sao thấy anh em chết mà không cứu. Không để Peter lên tiếng giải thích, anh ta đã tóm lấy Gwen. Harry muốn anh cũng phải nếm trải cảm giác mất đi hy vọng. Peter dốc sức đuổi theo, hy vọng ân oán của hai người không liên lụy đến Gwen. Nhưng Harry bị thù hận che mờ mắt ném thẳng Gwen từ trên cao xuống. Peter bay lên trên cao, đỡ được Gwen rồi ngã nặng nề xuống lan can. Chưa kịp hoàn hồn thì một quả bom bị ném xuống trước mặt bọn họ. Peter sắp xếp cho Gwen rơi xuống an toàn trước, sau đó quay ra giằng co với Harry. Giữa lúc đó, tên lửa rơi xuống phá hỏng bánh răng để đặt chân của cô. Peter kịp thời bắn tơ xuống cứu Gwen, Harry lại nhào đến giữ chân. Peter vừa chịu đựng bị bạn thân đánh, vừa giữ lấy Gwen đang rơi xuống. Chân còn phải điều khiển vòng quay của bánh răng để sợi tơ không bị nó cắt đứt. Nhưng sự cố vẫn xảy ra. Tơ nhện bị cứa đứt, Peter nhanh chóng rơi xuống dưới. Dù Peter đã lập tức nhảy xuống nhưng dường như đã không còn kịp nữa. Tỉnh đi nào, tỉnh dậy nào em. Mau tỉnh dậy nào. Đừng rời xa anh, Gwen, Gwen, đừng như thế mà, xin em, anh không thể thiếu em. Peter đau đớn muốn chết, hối hận vì ban đầu không nghe theo lời bố cô, hối hận vì ngay cả người yêu cũng không bảo vệ được. Nó trở thành nỗi đau mà anh không thể nào nguôi ngoai. Về sau Peter không còn mặc bộ đồ chiến đấu của người nhện nữa.
mấy tháng qua ngày nào cũng đứng trước bia mộ bầu bạn cùng Gwen. Còn Harry đã bị cảnh sát nhốt vào trong tù. Thời gian đó, anh ta đã lên kế hoạch cùng một người áo đen thần bí lập nên nhóm 6 kẻ tàn ác. Sau này người áo đen đến phòng thí nghiệm của công ty Oz, quyết định phái người tê giác đi. Còn Peter trong lúc thu dọn di vật của Gwen, tình cờ tìm thấy chiếc USB chứa bài phát biểu tốt nghiệp của cô. Bài phát biểu của cô đã giúp anh thắp lên hy vọng mới về cuộc sống. Dù tuyệt vọng nhường nào, dù hoang mang nhường nào, anh vẫn phải hứa với em, sẽ luôn hy vọng. Bên này, người tê giác được phái ra tàn phá đường phố bừa bãi. Cảnh sát không làm gì được hắn ta. Lúc đó, một cậu nhóc mặc bộ đồ người nhện chui ra khỏi hàng rào can đảm đứng trước mặt người tê giác. Dù hắn ta có cười nhạo thế nào, cậu nhóc đều không sợ. Vào lúc mọi người toát mồ hôi dùng cậu, người nhện mất tích nửa năm nay đã xuất hiện. Người nhện, chào nhóc, em biết là anh sẽ quay về. Đúng vậy, sau đó trận chiến lớn giữa hai người bùng nổ. Bộ phim tới đây là kết thúc.